Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay là mùng 3 Tết các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi chơi đèn quan. Mình sẽ quay lại một chút video cho các bạn xem không khí ở trong đèn quan phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình như thế nào các bạn nhé. Thì trước mặt mình đây là cổng đèn quan rồi. Rất là đông và tấp nập các bạn này. Rất là nhiều xe luôn. Đây là chỗ để xe máy này. Giờ mình sẽ vào mình ghi vé các bạn nhé. Rất là nhiều xe các bạn này. Sau đây thì mình sẽ để xe ở khu vực này cho nó dễ lấy này. Sau đây thì mình sẽ đi vào khu bên trong các bạn nhé. Ngoài này là khu gửi xe mà rất là nhiều xe luôn này. Rất là nhiều xe máy. Không nhớ loại cái này. Hôm nay trời rất là lạnh. Ở ngoài này họ bán rau này, bán rau, bán túi muối, túi muối gạo, bật lửa. Đây, đây là cổng của đèn quan bạn này. Ở cổng đèn thì họ bán rất là nhiều túi muối này, bật lửa này, gạo này, cả đổi tiền lẻ nữa. Buôn bán thì buôn một bán 10, buôn tươi bán tốt này. Thế rồi đầu năm xin bà cho nó mua mới, giữa năm xin bà cho nó tích vàng, cuối năm xin bà cho nó mua ô tô đắt tiền này. Bà ấy mà đổ con ít tiền lẻ. Cầu cho đại gia đình nhà ta một năm sung túc hạnh phúc an lành, cầu gì được vậy, cầu được ước lên bạn thực như ý chỉ, sự được như mơ nhá. Đây em này. Có bao tiền đây? Tùy ra mẹ rồi đây. Đây, đây này, không, sửa lại. Bà cho con một túi muối gạo luôn. Muối gạo. Đầu xuân năm mới muối con gạo. Xin bà xuống muối, con lấy cái này hay cái lấy này, con bà bốc nào bà chúc vừa xong nào. Thế nào được, bà đổ con ít tiền lẻ nữa. Ừ. Đầu xuân năm mới con xin bà chúa muối này chúc cho. Bà mở kho bạc, bà ban kho tài, chúc phúc gia chủ đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối, vô tai vô nạn vô hạn vô hách, điều lành mang đến nhiều đứa tông ách xa vương, bước năm mới cho phu thê nó hòa hợp, cho uống tiểu nó tâm ngoan, cho gia đình nó hạnh phúc, cho già nó xin sức khỏe, cho trẻ nó xin bình an, xin công tác công danh thành đạt, xin học hành đỗ đạt điểm cao này, xin nó buôn bán buôn một bán mười, buôn tươi bán tốt, đầu năm xin bà cho nó mua muối, giữa năm xin bà cho nó tích vàng, cuối năm xin bà cho nó xây nhà lầu, nó mua xe hơi, và xin cho đại gia đình nhà nó một năm sung túc hạnh phúc an lành, cầu gì được vậy, cầu được ước lên bạn được như ý tỷ, được như mơ nhá. Em đổi bao nhiêu tiền lẻ này em? Thế này đổi như nào bà? 10.000 ăn 8.000 nữa này. Và cho con 20 đi. Đây, tổng cộng là bao nhiêu bà ơi? 20, tổng cộng là 30 con này. Đâu mà bốc con ít muối đâu. Vâng, anh ấy để đấy rồi em bốc. Bà con gửi. Muối của con. Vâng, con xin. Đầu xuân năm mới con xin bà chúa muối, bà mở kho lộc, bà ban kho tài, chúc phúc gia chủ đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối,
vô tai vô nạn vô hạn vô hách điều lành mang đến điều dữ tống ánh cho dương bước sang năm mới. Cho già thì khỏe thất trẻ bình an nhé, công tác công danh thành đạt, các cháu học hành đỗ đạt điểm cao, buôn bán buôn một bán mười buôn tươi bán tốt này. Đầu năm xin già cho gia đình mua muối, giữa năm xin già cho gia đình kinh hoàng, cuối năm xin già cho gia đình xây nhà lầu mua xe hơi này, và gia đình xin già cho đại gia đình thì nó một năm sung túc hạnh phúc an lành. Cầu gì được vậy, cầu được ước nên bạn thực ý chỉ sự được đi mơ nhé. Chúc cho anh chị là sang năm mới sống vui sống khỏe, rất đẹp bây giờ được có bóng của anh chị nhé. Ok nhé, sau khi mình đã đổi một chút tiền lẻ, mua muối mới lại mua bật lửa với gạo xong thì mình sẽ vào trong này mình thắp hương các bạn nhé. Hôm nay là mùng 3 Tết. Trời hôm nay cũng rất là lạnh. Nhưng mà được cái là không khí và thời tiết rất là đẹp các bạn ơi, không mưa phùn, gió bấc. Bàn ghi đấy. Sau khi mình khai báo y tế là mình đến từ đâu, bây giờ thì mình sẽ vào mình thắp hương các bạn nhé. Rất là đông. Mình mua thẻ hương à. Ngoài này họ cũng hương rất là nhiều. Đặt chút tiền lẻ trong này nhé. Chút tiền lẻ trong này. Rất là nhiều cửa. Sau đây thì mình sẽ vào trong khu gian trong nhà bên này các bạn nhé. Đấy, rất là đông này. Cháu lấy chưa? Cô ba lô
Đây là quan võ. Phía bên giữa này là thờ điện quan lớn các bạn nhé. Đây, phía bên giữa này là thờ điện quan lớn này, rất là đông người. Và phía bên này là thờ quan văn. Sau khi mình đã khấn vái xong và dâng ít tiền lẻ cho các quan thì bây giờ mình sẽ đi vào phía bên trong các bạn nhé, phía trong đền bên trong. Ngoài này rất là nhiều hương khói. Chỗ này có một cây đào rất là to này, nở bung ra rất đẹp rồi này, đây rất là đẹp, nở đúng dịp mùng 3 Tết, nở bung hết ra rồi. Ở đây còn có một cây quéo, đây là cây quéo. Cây quéo này nó là quả của nó gần giống quả xoài nhưng mà quả nó nhỏ hơn, đúng cây quéo không, đúng không, đây là cây kéo ạ. Đây, ở đây họ ghi cây quéo này, cây di tích lịch sử văn hóa cây quéo. Quả quéo thì nó gần giống quả xoài nhưng mà là quả nó nhỏ. Một cây này thì nó rất là lâu năm rồi, thành cây cổ thụ rồi các bạn ạ. Sau khi mình vào mình khấn trong đền quan lớn thì bây giờ mình sẽ vào trong đền khu trong bên này các bạn nhé. Đây, ở đây họ cũng đặt hai chậu cây cảnh rất là đẹp này. Một chậu là chậu hoa đào và phía tay trái kia là đậu cây, là chậu cây quất của nhá, rất là to. Đây, sau đây thì mình sẽ vào bên trong này. Quan hộ cho con.
Ok, sau đây thì mình sẽ vào bên trong các bạn nhé. Đây, sau đây mình sẽ đặt ít tiền lẻ vào trong hòm các bạn nhé. Đi cho đi về. Đây co để anh để chú đút, co bỏ tay ra để chú đút. Rồi quay đi. Sau đây thì mình sẽ ra ngoài các bạn này, sau khi trong này mình khấn xong thì mình ra ngoài. Ở ngoài cũng có một lư hương đá này, họ thắp rất là nhiều hương nhang luôn, khói nghi ngút. Ở đây vừa có mùi thơm của hương nhang, vừa có mùi của giấy tiền các bạn nhé, giấy tiền mọi người hỏi hóa đốt nhé. À đây còn có một cái khu khuôn viên rất rộng này. Năm ngoái mình đi thì ở khuôn viên này họ chưa xây. Đây năm nay thì họ bắt đầu họ xây dựng cái khu khuôn viên này rất là rộng cho những du khách vào đây tham quan và nghỉ chân các bạn nhé. Họ trồng những cây ăn quả như bồng này, ổi. Phía cuối kia là họ trồng những cây xoài. Một khuôn viên đằng sau đấy rất là rộng, có thể làm một vườn hoa. Còn phía dãy này là họ trồng cây đại này, cây đại trên chậu. Đây là cây ngâu. Phía trước mặt mình đây là nơi họ hóa giấy tiền nhé các bạn nhé. Hóa đồ lễ. Rất là khói. Cây quẹo thời điểm mùng 3 Tết này thì nó nở rất là nhiều hoa này. Đây, cây kéo này. Hoa giống như hoa xoài. Nở rất là nhiều hoa luôn. Cây cổ thụ. Đây
Sau đây thì mình sẽ quay một chút video phía bên ngoài này một chút rồi mình sẽ đi về các bạn nhé. Ở cái lư hương kia thì hương nhang nghi ngút khói các bạn ơi. Rất là nhiều người họ đến đây họ thắp hương. Ở phía ngoài này thì họ bán rất là nhiều thứ này. Từ giấy tiền, hương nhang, rồi bánh kẹo. Nên là mọi người nếu mà đi đến đây mà thắp hương, mà dâng lễ thì chắc không cần phải mang thêm một thứ gì đi. Bởi vì trong đây thì họ đều bán đầy đủ các thứ các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ quay ra mình lấy xe mà mình đi về thôi. Tất cả mọi thứ họ đều bán đầy đủ ở ngoài phía này, từ rau cỏ rồi hoa quả, bánh kẹo, rất là nhiều thứ đây, cả kem bông này. Một không khí rất là nhộn nhịp của ngày mùng 3 Tết. Xe mình để ở ngoài này, bây giờ mình sẽ ra lấy mình đi về.